Ốc núi đấy. Con nước này nhiều mà nhẹ thôi. Mò hết cả ra ngoài. Đây là nấu xôi hả chị? Ngô ạ. Lục ngô ở nơi này. Ở đây người Mường là chính vậy nhỉ? Người Mường đấy. Mấy năm trước đi qua còn nhiều bà mặc trang phục người Mường, như là các cô tân thời bỏ hết rồi. Đi bán hàng mặc nó bướng chứ. Nhưng mà nó đẹp. Văn hóa văn nghệ người ta vẫn mặc. Đâu, các cụ già vẫn mặc. Có mặc nhưng mà nó không... ít rồi đúng không? Ít là ít. Mặc đồ này nó tiện hơn là chị. Bây giờ chúng tôi dừng trên đèo để lên một cái chòi ngắm cảnh tuyệt đẹp xuống toàn bộ thị trấn Mai Châu. Mai Châu có các dân tộc Thái, Mường, Mông, trong đó có dân tộc Thái là nổi bật bởi các cộng đồng dân tộc Thái sinh sống phần lớn ở đây. Những nét truyền thống văn hóa Thái được thể hiện rõ rệt ở kiến trúc nhà sàn, phương ngữ nền văn hóa Thái cũng thể hiện rõ ràng nghệ thuật như những điệu múa xòe, nhảy sạp hay trang phục dân tộc như khăn piêu, thổ cẩm của dân tộc Thái. Ẩm thực ở Mai Châu cũng có rất nhiều món độc đáo như xôi nếp nương, ốc núi, canh nậm pịa, cơm lam, cá suối chiên. Cũng mua đây là tự nhiên người ta đi theo đi. Chúc ngon miệng nha. Dạ. Chào. Leo núi tiếp nhỉ? Được ạ. Ngon. Món trong món đen này là cá. Cá hấp, cá ngon. Nhộng ong rừng, rau cải mèo, măng rừng, rau tẩm bóp, rượu mai hạ và rượu cần. Mai Châu là một vùng đất du lịch nổi tiếng ở Hòa Bình với nhiều cảnh đẹp tự nhiên, trong đó phải kể đến điểm du lịch nổi bật của thung lũng này như bản Lác, Triều, Hang Mỏ, Luông Ba Khan, Thác Cò Lào, Hang Kia Bà Cò, ngôi làng cổ của người dân tộc Thái có tuổi thọ hơn 700 tuổi. Nơi đây có nhiều cái nhà sàn độc đáo vẫn còn nguyên bản. Chúng tôi tham quan bản Lác Mai Châu, đi xe đạp và ăn trưa tại bản Lác. Sau đó chúng tôi lên đường đi thăm Thác Cò Lào. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? Năm nay là 77 rồi. Bà ăn trầu được bao nhiêu năm rồi bà? Ăn trầu được 40 năm. 40 năm? Tức là hơn 30 tuổi là mới ăn ạ? Ừ. Hơn 30 tuổi là mới ăn ạ? Vâng. Tức là lấy chồng rồi, có con rồi mới ăn ạ? Vâng. Hồi xưa thì chị thì hay như thế. Nếu mà như bây giờ thì ăn là chỉ có cả ăn trầu. Hideaway sông Đà này còn gọi là hồ Hòa Bình, hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á, có chiều dài 230 km. Hòa Bình đi ngược về Sơn La gần 10 tỷ mét khối nước. Hồ có 12 cửa xả đáy, công suất là 1920 MW, do Liên Xô viện trợ xây dựng ngày 6 tháng 11 năm 1979 đến 20 tháng 12 năm 1994. Điểm chúng tôi tham quan cách hồ Hòa Bình
ngược lên phía Mai Châu là 50 km, địa chỉ là Thác Gò, Lào và bến thuyền Suối Lốn, huyện Mai Châu, Hòa Bình. Hồ Hòa Bình cách quốc lộ 6 là 9 km. Hồ Hòa Bình có nhiều điểm tham quan đẹp như động Thác Bờ, hang Rết, động Hoa Tiên, rừng nhiệt đới nguyên sinh Pù Nọng, có các dân tộc Mường, Giao, Tày, Thái, Hơ Mông, Việt, vân vân. Suối nước khoáng Kim Bôi cũng là một điểm rất hấp dẫn. Mai Châu có rất nhiều bản như bản Lác, Pom Cọng. Cái dân số mà phải di chuyển ra khỏi lòng hồ sông Đà để xây dựng đập thủy điện Hòa Bình là gồm 23 xã, 60 bản làng, có 2.365 hộ dân và 12.397 người phải di rời theo tự nguyện, nhà nước không phải bồi thường, và di chuyển là 3.700 ngôi mộ. Chỗ sâu nhất của hồ là 148 đến 152 mét. Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình có mặt nước là 14.560 hectare, đấy là diện tích của mặt nước. Có chiều dài nằm ở trên tỉnh Hòa Bình là 80 km, có 16 xã ven hồ. Hòa Bình có đến 500 hồ chứa nước thủy lợi, khoảng 17.000 đến 5.000 lồng cá. Mỗi năm thu hoạch khoảng 5.000 tấn cá. Các loại cá có giá trị cao như cá lăng, cá chiên, cá tầm, cá chấm đen, cá diêu hồng, vân vân. Và đã làm xuất khẩu qua Mỹ và các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội. Trên đường thì các bạn có thể mua mía, bởi có nhà máy sản xuất mía và có rất nhiều cam nổi tiếng như là cam Hòa Bình. Không có người lớn cũng dám tắm à? Hai đứa đã biết bơi chưa? Cháu biết bơi. Một, hai, ba nhảy. Yeah, bơi đi, té nhau đi. Tiên cá, cháu phải là chàng tiên cá chứ, BD ra là nàng.
Ôi ngon nhỉ. Bây giờ mình cân à?
Oh, my goodness.